Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình và mình là Keras đây thì ok. Hôm nay chúng ta sẽ làm một video tiếp tục về Minecraft thì các bạn nhìn tựa đề là các bạn đủ hiểu rồi. Nhưng mà cái này thì cũng là một video Minecraft thôi nhưng mà chưa hẳn là Minecraft. Nhưng mà thôi thì ok, nếu các bạn thích video của mình các bạn hãy để lại cho mình một like, share video. Đừng quên ấn đăng ký để ủng hộ channel của mình. Và cái thứ nhất các bạn hãy giúp cho video sinh tồn của mình đạt được 50 like. Thứ hai các bạn hãy xem thật kỹ cái đêm kinh hoàng, hoặc các bạn hãy giúp cho đêm kinh hoàng đạt được 100 like nha các bạn. Không biết được không nha, thì mình cũng không biết là được hay không nữa, nhưng mà đại loại là giúp mình đi, được thì được, không được thì thôi, để mình nói là 100 like vậy thôi chứ chưa biết có được hay không. Thì ok, chúng ta nếu các bạn đang xem video các bạn có thấy quảng cáo hiện lên, các bạn hãy xem click vô quảng cáo và xem quảng cáo từ 5 đến 10 giây để ủng hộ mình nha các bạn. Thì thôi chúng ta bắt đầu video mới nào, let's go. Mình chắc không các bạn, mình đang nằm trên mái nhà luôn nè các bạn đó. Ok, thì hôm nay mình sẽ làm một cái series hoàn toàn mới trên kênh của mình, đó là series góc spoiler. Thì góc spoiler mình sẽ spoil tất cả những bộ phim mà mình sẽ định làm, hoặc nếu các bạn thích thì mình có thể spoil luôn cả những thứ gì mà mình biết. Hoặc là nghĩa là cái góc spoiler này nó chỉ hoạt động khi nào mà mình chuẩn bị làm phim, chuẩn bị làm tiếp phim các kiểu, hoặc đang làm phim thôi. Thì ok, hiện tại thì mình đang có một dự án, đó là đêm kinh hoàng đúng không? Các bạn đã hỏi mình rất nhiều là chừng nào có đêm kinh hoàng tập 2, chừng nào có đêm kinh hoàng phần 2. Thì xin thông báo, xin chia buồn với các bạn nào mà đang hóng chờ đêm kinh hoàng phần 2. Nó sẽ không có phần 2 đâu các bạn, nó chỉ có một phần duy nhất, một tập duy nhất thôi. Mình thề với các bạn luôn, bạn nào nghe xong câu này các bạn lại nghĩ là ủa, không lẽ đêm kinh hoàng chỉ là một phần là hết hả? Thì chính xác là vậy đó. Lý do tại làm sao? Bởi vì đêm kinh hoàng vốn dĩ chỉ là một giấc mơ. Các bạn nên nhớ, nó chỉ là một giấc mơ và nó sẽ giống như là một giấc mơ kinh hoàng ám ảnh một người. Các bạn cứ nghĩ ra điều đó đi. Đêm kinh hoàng sẽ là khởi đầu cho những câu chuyện sau này nha các bạn. Bạn nào mà nghĩ là đêm kinh hoàng là một series phim dài thì xin chia buồn các bạn, series đó chỉ gồm 3 tập. 3 tập duy nhất, các bạn hãy đón xem 3 tập của đêm kinh hoàng nha các bạn. Thì thật sự mình đã có một cái dự án cực kỳ lớn, nhưng mà không phải là dự án về phim đêm kinh hoàng. Mình làm trailer để cho các bạn đón xem cái bộ phim đó. Nhưng mà mình thấy các bạn cũng đón xem khá là nhiệt tình đó. Nhưng mà có một cái vấn đề xảy ra, một vấn đề duy nhất thôi, đó là đêm kinh hoàng sẽ không bao giờ có phần 2 và cũng sẽ không bao giờ có tập thứ 4. Nó sẽ kết thúc ngay tập thứ 3. Và sau khi tập thứ 3 kết thúc, nó sẽ là một loạt và một chuỗi những sự kiện sau này sẽ xảy ra với bộ phim tiếp theo. Đó, có nhiều bạn cứ hỏi là đêm kinh hoàng phần 2 thật sự làm gì có phần 2 mà các bạn hỏi. Đậu sang phần 2 với tập 2 khác nhau nha. Bạn nào mà nghĩ là phần 2 với tập 2 là một á thì bậy. Tập 2 chỉ là một cái tập nhỏ trong một phần thôi. Tập là giống như là một phần nhỏ trong một cái phần, với một khúc nhỏ thôi á, một đoạn nhỏ trong một phần. Còn tập là khác nữa. Và kiểu như là các bạn đừng có hóng quá về đêm kinh hoàng, mà các bạn có thể xem để ủng hộ mình, like các kiểu, các bạn hiểu không? Đó, thì mình sẽ spoil luôn cho các bạn một phần của bộ phim tiếp theo mình sắp làm nha các bạn. Thì bộ phim tiếp theo mà mình chuẩn bị làm đó là phim Chuyến tàu bí ẩn. Chuyến tàu bí ẩn là một bộ phim dựa trên lý thuyết, cũng có thể gọi là dựa trên xây dựng của các nhân vật của đêm kinh hoàng nha. Nhưng thật sự các bạn nghĩ nè, đêm kinh hoàng là một chuỗi những đêm dài kinh hoàng, nhưng thật sự nó chỉ là một giấc mơ. Nhưng sau khi qua phần sau khi có một tập phim tiếp theo thì đó là Chuyến tàu bí ẩn. Thì mình đã suy nghĩ rồi, Chuyến tàu bí ẩn là mình cũng xây dựng từ chính cái bộ phim đêm kinh hoàng. Thì đêm kinh hoàng là đi cắm trại đúng không? Nhưng mà Chuyến tàu bí ẩn là sẽ lên một con tàu và nó sẽ đi ra khơi. Và nhiệm vụ của chúng ta thì là khám phá con tàu đó và tìm ra bí mật đằng sau
con tàu đó. Bí mật gì các bạn không cần phải biết ngay bây giờ, bởi vì nếu mình spoil quá nhiều thì phim nó mất vui rồi các bạn à. Thì cái bộ phim mà Chuyến tàu bí ẩn á, mình sẽ ra trong thời gian sớm nhất sau khi mà hoàn thành xong Đêm kinh hoàng 3 tập. 3 tập của Đêm kinh hoàng tức là chúng ta sẽ có được 3 tập, tức là một giấc 3 tập, một tập 10 phút nè. Ví dụ như 3 tập về là 10 phút đi thì chúng ta là có 30 phút. 30 phút tức là nó chỉ một giấc mơ dài 30 phút. Yeah. Thì các bạn có chắc chắn sau khi mà nghe xong mình nói là ủa Đêm kinh hoàng chỉ là một giấc mơ thôi sao? Vậy mà kiểu có nhiều bạn sẽ hơi hụt hẫng một tí. Nhưng các bạn đừng lo, mình sẽ cho các bạn thỏa mãn một bộ phim Chuyến tàu bí ẩn vào phần tiếp theo. À không phải phần tiếp theo, nghĩa là mình sẽ cho các bạn thay vì các bạn đón chờ Đêm kinh hoàng thì bây giờ các bạn hãy đón chờ Chuyến tàu bí ẩn đi các bạn à. Chuyến tàu bí ẩn sẽ là một bộ phim rất là hay và mình sẽ đầu tư hết tất cả những gì mình có thể vào phim đó. Thì ok, thì mình nghĩ là các bạn đã spoil quá nhiều về phim của mình rồi, thì mình hôm nay mình đã spoil hơi bị nhiều rồi. Góc spoil phim sẽ không cho các bạn biết thêm thông tin nào nữa đâu. Thì nếu như các bạn muốn biết được thêm thông tin nào nữa, hoặc các bạn muốn biết về thông tin của bộ phim nào, các bạn hãy comment bên dưới để mình tìm và mình sẽ spoil cho các bạn tiếp nha. Thì ok, nếu các bạn thích video của mình, các bạn hãy để lại cho mình một like, share video. Đừng quên ấn nút subscribe nè, rồi ấn vào chuông bên cạnh nút thông báo để nhận được những video mới nhất từ kênh của mình. Và nếu các bạn đang xem video hay quảng cáo hiện lên, các bạn hãy click quảng cáo, xem quảng cáo từ 5 đến 10 giây để ủng hộ mình nha các bạn. Ok, thì góc spoil phim tới đây là kết thúc. Và nếu bạn nào mà muốn mình spoil thêm nữa thì không có đâu các bạn. Nếu bạn nào muốn mình spoil tập 2 của Đêm kinh hoàng thì các bạn có thể comment bên dưới. Còn bây giờ hãy tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Tạm biệt mọi người, bye bye. Electrify with you.